căn biệt thự liền kề nằm trong khu đô thị An Viên, diện tích 264m, vừa để ở vừa để tạo dòng tiền với tần suất thuê 70-80% trở lên trên một năm. Đây là một trong những cái căn liền kề mà thiết kế thành những cái phòng riêng ở bên trong, có thể gọi là những cái căn hộ nhỏ ở bên trong để tạo dòng tiền hàng tháng, hàng năm. Không phải là những cái căn liền kề nào cũng có thể xây dựng được theo mùi như thế này trong khu đô thị An Viên. Thì ngày hôm nay Thanh Vân review tới cho quý anh chị khách hàng một căn liền kề 264m, sở hữu sổ đỏ lâu dài, đất ODT, nằm ở trong khu đô thị An Viên, ngay gần với cảng biển và di chuyển trực tiếp sang Vinpearl đảo Hòn Tre, sang Hòn Tằm rất là thuận tiện. Quý anh chị khách hàng, nếu như chúng ta có di chuyển đến du lịch, nghỉ dưỡng ở Nha Trang thì hãy đến khu đô thị An Viên này, có thể mọi người tham khảo thêm. Và biết đâu được là quý anh chị khách hàng muốn mua nhà để ở và để tạo dòng tiền hàng tháng hàng năm. Đây là một trong những cái mẫu căn liền kề tạo dòng tiền hàng tháng rất tốt để quý anh chị khách hàng có thể tham khảo nhé. Với tổng diện tích là 264m, chia ra làm thành 12 phòng và mỗi phòng đều cho thuê và gần như là lúc nào cũng đều có khách thuê hết. Điều đặc biệt mà Thanh Vân nhấn mạnh là với tệp khách thuê ở đây, khách châu Âu rất là nhiều, khách nước ngoài rất là nhiều. Và từ trước đến nay thì khi mọi người nói đến khách du lịch vào trong thành phố biển Nha Trang thì nhiều nhất sẽ là khách Trung Quốc, khách Nga và khách châu Âu. Vậy thì với căn liền kề 264m đây, mặt tiền 12m, chiều sâu gần 23m, Thanh Vân review gửi tới quý chị khách hàng chúng ta cùng ngắm nhìn từ vỉa hè cho đến lòng đường, rất là thoáng mát, hướng Tây Nam. Và nếu như quý anh chị khách hàng có sở hữu căn liền kề như thế này thì có thể là về quý anh chị khách hàng sẽ tạo những cái hàng rào, cửa cổng rất là xinh xắn. Còn ở đây thì gia chủ để một không gian mở, vì căn liền kề này là gia chủ đang cho thuê và tần suất thuê là đang full phòng hết luôn, 12 phòng, phòng nào cũng đều có người ở hết à. Một điều nữa mà Thanh Vân thấy rằng cái tỷ lệ cho thuê không bao giờ phải lo là vắng khách, bởi vì đây gần với khu du lịch để đi ra đảo, cho nên là khách châu Âu, khách nước ngoài gần như lúc nào cũng đều muốn thuê ở đây hết á. Và với cái không gian mở như thế này thì từ lòng đường đi vào vỉa hè và bước vào bên trong thì quý anh chị khách hàng sẽ nhìn thấy là có một không gian rất là mát luôn á. Thanh Vân đang quay video vào buổi trưa, giữa trưa rất là nắng. Tuy nhiên thì với căn liền kề này là hướng Tây Nam, cho nên là gia chủ có để một bộ bàn ghế đá ở đây. Và như mọi người cũng thấy rằng là nếu như mà mùa hè nóng được ý, thì chúng ta ngồi với cái bàn ghế đá như này rất là mát. Thực sự đây là một cái không gian rất lý tưởng dành cho những gia chủ nào mà muốn mua những căn liền kề, có thể là cho thuê trước, tạo dòng tiền trước, sau đó về ở. Đó, những cái căn phòng mà thiết kế riêng biệt như thế này, kể cả sau này về để ở, gia chủ vẫn có thể là thiết kế lại được. Cái đó Thanh Vân thấy rằng nó cũng không ảnh hưởng gì đến kết cấu của căn nhà đâu ạ. Cạnh phía không gian để ngồi thư giãn ở ngoài hiên như thế này thì có một cái lối đi xuống là đường hầm. Thì cái tầng hầm ở phía dưới này thì gia chủ có thể để những cái đồ dùng cá nhân hoặc là để xe máy ở phía dưới. Đó, nên là với cái thiết kế của căn liền kề này thì Thanh Vân thấy rất là ưng luôn á. Một điều đặc biệt nữa là xung quanh ở nơi đây dân cư rất là đông, hiện hữu, có spa, có nhà hàng, có quán cà phê, có khu vui chơi. Và di chuyển ra trung tâm thành phố hay là từ đây di chuyển ra tháp Trầm Hương, mặt biển thành phố Nha Trang, trung tâm luôn á, thì cũng chỉ khoảng tầm 4-5 km thôi. Rất mong quý anh chị khách hàng khi xem review về căn liền kề tạo dòng tiền này thì quý anh chị khách hàng có bất cứ câu hỏi nào hay muốn tìm hiểu thêm thông tin gì thì vui lòng kết nối với Vũ Thanh Vân này nhá. Thanh Vân sẽ đồng hành cùng với quý chị khách hàng tư vấn thiết kế lại cũng như đưa ra những cái giải pháp để đầu tư tạo thành bất động sản dòng tiền. Đây là một trong những cái căn liền kề Thanh Vân rất ưng, cho nên là hãy kết nối với Vũ Thanh Vân nhé. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.